Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Talk số 143 của chúng ta tối ngày hôm nay. Và trước khi chương trình bắt đầu thì cũng như mọi lần, các bạn đừng quên đổi tên theo đúng cú pháp là mã số sinh viên cùng với họ và tên của mình để chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nhau hơn các bạn nhé. Vâng, các bạn thân mến, phương pháp đào tạo Phoenix Way là một phương pháp mà đề cao tính tự học của mỗi cá nhân, giúp cho mỗi người học online có thể tự chủ động quyết định cách thức cũng như là tốc độ học phù hợp với nhu cầu và điều kiện của bản thân. Nhưng mà đối với một mô hình học tập mới mẻ như là Phoenix thì cũng không tránh khỏi những hạn chế mà các user có thể gặp phải trong cái quá trình lần đầu tiên tiếp cận. Vậy thì làm thế nào để có thể tận dụng được hết hệ thống học tập từ mentor đến học liệu mock hay là các cộng đồng và Xter cũng như là tutor để có thể hỗ trợ việc học online IT, thì Xtalk tối ngày hôm nay với chủ đề bàn luận xoay quanh những điểm tốt và bên cạnh đó là những mặt hạn chế của phương pháp đào tạo Phoenix Way này dưới góc nhìn của một kiểu Xter, thì hy vọng là sẽ giúp các bạn tận dụng được những ưu điểm và đồng thời tự khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại của Phoenix Way. Và một lần nữa thì xin chào đón tới chương trình ngày hôm nay tutor Ngô Dịch Tuấn Anh. Anh Tuấn Anh thì cũng là một cựu học viên khóa chính trị nghiệp của Phoenix. Lần đầu tiên em cảm ơn anh Tuấn Anh đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Không biết là trước khi mà chương trình của chúng ta bắt đầu thì anh có thể gửi một lời chào cũng như là giới thiệu đôi nét tới các bạn đang xem chương trình được không ạ? Mình có cả. Đầu tiên thì mình xin phép chào tất cả mọi người ở trong Zoom. Chào bạn Trang. Mình xin giới thiệu một chút. Mình là Tuấn Anh. Mình cũng là một Xer, thì mình học khóa chứng chỉ doanh nghiệp. Sau đó hiện tại mình đang đi làm rồi. Mình làm được khoảng nửa năm rồi. Rồi, mình cảm ơn. Dạ, vâng, em cảm ơn anh Tuấn Anh. Và em nghĩ là cũng đã đồng hành với Phoenix thì chắc chắn là anh cũng giống như các bạn ở đây thôi, khi mà mới đầu học thì cũng sẽ gặp phải rất nhiều những khó khăn, và mình đã hoàn thành được xong chương trình rồi thì một phần nào đó thì mình cũng đã vượt được qua cái khó khăn đấy, nên là em hy vọng ngày hôm nay anh có thể giúp các bạn gỡ rối một vài phần nào đó để biết đâu là các bạn có thể bớt chê Phoenix hơn được không ạ? Dạ vâng, chính vì thế mà rất mong là các bạn có thể chương trình có thể lắng nghe thật nhiều những cái tâm sự trăn trở hoặc là những khó khăn của các bạn. Nếu mà các bạn có bất cứ câu hỏi nào thì đừng ngần ngại nhắn vào trong phần chat của Zoom để có thể giao lưu trực tiếp cùng với chương trình cũng như là khách mời ngày hôm nay nhé. Dạ vâng, trước khi mà mình đến với cái phần quan trọng nhất là nói về những cái điểm mà Phoenix chưa làm được, thì em cũng như là các bạn muốn biết hơn một chút về vị khách mời của hôm nay. Không biết là trước đây khi mà anh Tuấn Anh đến với Phoenix thì anh có thể chia sẻ một chút về cái background của mình, không biết là anh đã từng làm công việc gì ạ? Trước khi mình tới Phoenix thì mình làm khá là nhiều nghề. Đầu tiên trước là mình học hết lớp 12 và mình đi nghĩa vụ công an được 3 năm. Sau đó về thì mình bán quần áo nữ ấy, nhân viên bán hàng quần áo nữ đấy. Nhưng vì chắc mình là nam nên là bạn quản lý bạn không cho mình bán nữa. Sau đó mình chuyển về bộ phận chốt đơn và xử lý khách đơn hàng, là sau khi bán xong ấy mình làm việc cũng ok nên bạn quản lý kết mình quá là lấy mình luôn, đó là mình lên chủ shop. Sau đó thì thời gian rảnh thì mình chủ yếu mình học tự học thêm lập trình bên ngoài, học trên YouTube. Sau đó mình xin làm ở một công ty làm theo làm ca 8 tiếng ngày, mình đi làm hết giờ thì mình đi ship hàng xem công nghệ ấy. Tối về thì mình check đơn với vợ. Sau đó là thời gian rảnh thì mình tự học lập trình. Tức là trước khi mà đến với Phoenix thì thôi nói chung là cũng không biết ít hay là biết nhiều, nhưng mà cũng dính dáng một chút liên quan đến mấy thứ liên quan đến công nghệ rồi đúng không ạ? Nhưng mà em nghĩ là dù có liên quan có tự học hay như thế nào thôi thì chắc chắn là khi mà mới tiếp xúc với cái học của Phoenix thì cũng sẽ rất là có nhiều câu hỏi. Thế không biết là làm thế nào mà anh biết đến Phoenix và lại quyết định học ở đây ạ? Mình thì may mắn hơn, mình nghĩ là mình may mắn hơn rất nhiều bạn, và mình biết được cái đam mê của mình từ sớm là mình thích lập trình. Sau trong thời gian 3 năm đi lính thì mình cũng thi đại học, mình cũng thi vào ngành bên an ninh mạng ấy, nhưng không đủ điểm trượt thì về nhà mình vẫn tự học. Trong quá trình học thì chủ yếu trước đây mình học các luôn từ YouTube thôi, mình học chủ yếu làm bên mảng Facebook, làm các tool ấy. Những cái đó thì mình học gọi là học để thực chiến làm sản phẩm thôi, nó không có hệ thống. Hai nữa là lúc đó mình làm thì chủ yếu mình làm những cái bên kịch bản, nó thiên về hướng sao chép người dùng ấy. Thì lúc đó mình đang tìm hiểu về API, mình vô tình thấy khóa của Phoenix nó quảng cáo, mình có tìm hiểu thì là mình thấy khá là ok vừa với mình. Thứ nhất là mình học online trong 6 tháng, thứ hai nữa là có cơ hội việc làm thì cam kết 100% đầu ra. Thì mình có tìm hiểu ở Nghệ An mình là có 4 công ty. Thứ ba nữa là học phí khoảng 15 triệu.
cái khóa mình học khóa chứng chỉ doanh nghiệp ấy, nó không phải là thấp cũng không phải quá cao. Nó mình suy nghĩ khoảng mấy hôm mình quyết định mình học. Thế rồi mình có một câu mà em xin phép là phải chen lời một chút của anh Tuấn Anh, là có một câu hỏi ở trong phần chat của bạn Hoàng Long là hỏi anh sinh năm bao nhiêu ạ? Năm 95 tuổi lớn. Thực ra lúc ấy học Phoenix thì cũng không vẫn coi như là trẻ, sức học vẫn dồi dào đúng không ạ? Dạ vâng, vừa nãy thì anh Tuấn Anh cũng nói một câu đó là 15 triệu. Thực ra thì cái này em đang định hỏi là lên trên nhiều diễn đàn thôi, chắc là ít nhiều cho mọi người cũng đã lên các diễn đàn công nghệ hay nói Phoenix là khiếp, đóng tận 15 triệu và vào đây chỉ thả cho tự học. Thì đối với nhiều người 15 triệu đấy lại là một số tiền khá là lớn, nhưng mà vừa rồi thì anh Tuấn Anh lại chia sẻ là chỉ có 15 triệu thôi. Thì không biết là khi mà phải đóng cái số tiền này anh có sợ là kiểu lừa hay là gì? Thế mình xin khẳng định lại câu trả lời của mình là mình không giàu, mình nghèo. 15 triệu mình suy nghĩ khá là nhiều. Cái đó là vì thời điểm đó mình làm rất nhiều công việc. Vì ban ngày mình sẽ làm ở công ty, mình làm ca ca 8 tiếng. Rảnh ra là mình phải chạy ship. Tối về thì bán hàng cùng với vợ. Thì hai vợ chồng mình không có vốn thì xoay từ nhỏ xoay lên. Mình bán hàng xong được lời lãi vốn để xoay vòng lại hàng. Nên 15 triệu thực sự là rất suy nghĩ rất là nhiều. Còn nhiều bạn bảo là 15 triệu thấp, không phải là thấp mà cao, không phải là cao. Thực số tiền này nhiều người vẫn phải suy nghĩ đặt lên bàn cân ấy, nó rất là khó. Vì bây giờ đặt 15 triệu vào một khóa học, mình chưa biết là gì cả. Điều đó một trong những lý do chính mà mình quyết định học là sau Phoenix là FPT. Tên tuổi FPT thì mọi người ai cũng biết cả rồi. Không lẽ FPT đi lùa gà. Mình có mạnh dạn thôi, nó cho mình một cơ hội. Trước đó thì mình cũng tính học cái khóa đại học đó. Nhưng khóa đại học đó thời gian nó quá dài. Thứ hai nữa là không có thời gian để học được. Thứ ba là về tài chính thì nó cũng ổn được. Vì bây giờ mọi cái thì trông chờ vào shop quần áo và làm mấy việc phụ cũng đủ trong trả. Còn mình cũng có lướt trước khi vào Phoenix thì mình cũng có check trên Google ấy, một số nguồn tham khảo về Phoenix. Thì có một số bài bảo Phoenix lừa đảo này, rồi tài liệu đấy trên mạng, giao diện này kia, nó nhiều lắm. Một phần cũng do đội SEO với mình cũng thả thả bài cũng nhiều, chủ yếu là bảo là học lập trình miễn phí, inbox tư vấn sau đó là 15 triệu. Nên nhiều bạn cảm giác nó bị ấy á, này, đội SEO cái cách làm của SEO thôi, cái này cũng bình thường, hiểu được. Nhưng quan trọng là đến thời điểm bây giờ 15 triệu mà mình đổi được cái công việc hiện tại thì rất là ok. Thứ hai nữa là thời gian lúc trước mình sau gặp Phoenix xong là mình làm một công ty hỗ trợ, tức là mình vào công ty liên kết Phoenix á, thì nếu mình làm một nick thì mình sẽ được trả lại 15 triệu. Và mình đứng trước hội mình làm một công ty khác mình mất 15 triệu. Nên thì với những gì mình có được thì mình nghĩ 15 triệu nó hoàn toàn xứng đáng. Em cảm ơn chia sẻ của anh. Mặc dù là bây giờ Phoenix thì cũng đã có một số những cái thay đổi nhất định đối với cái khóa học chứng chỉ doanh nghiệp này. Tuy nhiên nói gì thì nói, như vừa nãy anh cũng chia sẻ đúng không ạ? Để đổi được cái hướng đi công việc của mình thì nó cũng là một sự đầu tư rất là hợp lý đúng không ạ? Dạ vâng. Thực ra thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần em nghĩ là quan trọng nhất và nhức nhối nhất của chương trình ngày hôm nay. Đấy là những cái tôi gọi là những cái điểm chưa tốt của Phoenix đi. Thì cũng đã tham khảo rất nhiều các group lớn nhỏ bàn về công nghệ, thì em cũng xin phép là tổng hợp một vài những cái điều mà các bạn hay than về Phoenix. Thứ nhất là về học liệu, hay nói là lấy trên mạng mà lại lấy giá 15 triệu. Cái thứ hai là về mentor, tức là nhiều khi hỏi không có người trả lời hoặc người trả lời không đúng ý thì tôi cũng không thích. Thì cái thứ ba là về đầu ra, tức là về công việc, là rồi làm thế nào mà học có 6 tháng mà lại đi làm được, làm có ai nhận không. Thì đấy là một số những cái điểm các bạn hay phàn nàn. Không biết là còn có điểm gì thì các bạn ở sinh viên ở trong Zoom ngày hôm nay thì có thể nhắn luôn ở trong phần chat để mình cũng chia sẻ luôn nhé. Thế chắc là bây giờ mình phải đi bóc tách từng cái điểm một đúng không anh? Đầu tiên chắc là học liệu. Thì học liệu ở Phoenix được Phoenix khẳng định luôn là lấy từ các nguồn mod, tức là các nguồn open source ở trên mạng thôi. Và đương nhiên là những nguồn này thì đa phần là miễn phí, đương nhiên là cũng có trả phí nhưng mà miễn phí. Thế tại sao mà lại anh lại thấy là những cái nguồn này miễn phí như thế mà lại cần đến Phoenix? Tại sao các bạn ấy hoàn toàn có thể tiếp cận những cái kiến thức này trên mạng mà tại sao lại cần đến Phoenix? Hay là anh có nhận xét gì về cái học liệu của Phoenix sau khi mà đã được tổng hợp? Mình xin chia sẻ luôn là ngày xưa ấy,
thời mình mới bắt đầu học Phoenix là mình chê Phoenix rất là nhiều luôn đấy, chê rất là nhiều cái luôn đấy, thì ai cũng có giai đoạn cả mà. Mình nghĩ trong đây cũng nhiều bạn sẽ gặp những trường hợp như mình thì mới bắt đầu học Phoenix ấy. Thì trước khi chia sẻ, mình mong muốn là các bạn xem Zoom ở đây á, những bạn nào đang học viên á, thì cứ mạnh dạn chia sẻ đó trong phần chat đấy, hoặc là cái câu nào mình nói mà trúng các bạn thì các bạn cứ mạnh dạn mà giơ tay lên cho nó xôm xôm, cho nó vui. Cái này trao đổi cũng kiểu là anh em bạn bè bình thường thôi. Mình già già xíu, tâm hồn mình vẫn là 19-20 lắm, nó bình thường, vấn đề gì cả đó. Còn ngày xưa cái thời mình bắt đầu học á, thì mình chê khá là nhiều. Thì thời điểm đó, thứ nhất là về giao diện của Phoenix. Đầu tiên mình học về môn web. Và môn web thì trong giáo trình dạy thì web phải thiết kế đẹp, phải lung linh, CSS mộng mơ vào. Thì thấy giao diện nó hơi đơn giản, thì cái đó cũng hơi thất vọng một xíu. Đấy. Thứ hai nữa là về học liệu, thì mình cũng chia sẻ luôn là bắt đầu từ môn JavaScript là mình không học hoàn toàn học liệu của Phoenix. Mình học dùng học liệu bên ngoài, mình có xem ở YouTube với các học nguồn học liệu bên ngoài. Khoảng gần như là chỉ có hai môn đầu tiên là mình học 100% của Phoenix thôi. Còn các cái sau là mình học hoàn toàn, không phải hoàn toàn, tức là mình học tài liệu bên nhau là bên ngoài là chính. Còn cái vấn đề mà nhiều bạn bảo là lùa gà bằng 15 triệu mà học miễn phí á, thì cái này nó theo như cái nghĩ chiều xuôi, mình nghĩ thẳng một đường xuôi này này, thì nó khá là hợp lý. Hợp lý ở cái chỗ như là bỏ 15 triệu đổi lại mình lại được một cái học liệu miễn phí. Nhưng thực sự là nếu như các bạn, nhưng có thể các bạn đó đã học rồi, hoặc là các bạn đó là một số đơn vị khác người ta chơi xấu mình ấy. Cái đó thì nhiều vấn đề làm kinh doanh mình thấy cũng nhiều trường hợp như thế. Thì nếu như nghĩ theo tư tưởng là hàng free sau đó thu tiền thì giống mình lùa gà, không lẽ giờ quá học phải mất tiền thì khi đó là mình không lùa, cái đó mình nghĩ không hợp lý. Thứ hai, ở thời điểm như mình mới học thì mình thấy là không ổn. Rồi cái chỗ là cũng giống như bạn nói ấy, thì cái lúc đó mình cũng nghĩ là bây giờ học tài liệu thì miễn phí mà học về thu tiền thì cũng có suy nghĩ ban đầu ấy, cũng có một hai ấy ban đầu ấy. Nhưng mà cái khi mình học xong á, đến thời điểm mình đi làm mình nhìn lại á, mình mới thấy khá là nhiều vấn đề mà Phoenix làm được. Thứ nhất là mình học tài liệu của Phoenix, thì lúc đó mình học tài liệu môn React ấy, thì mình học của một ông Ấn Độ. Thì học nghe tiếng Anh Ấn Độ nói thì thực sự ác mộng luôn, rất là buồn ngủ. Mà ban ngày mình học cũng nhiều, ban ngày mình làm cả ngày rồi, nắng cũng mệt rồi, tối về buồn ngủ lại nghe ông Ấn Độ nữa, thực sự mình rất là stress. Nên là mình chọn cái khác, mình học tài liệu bên ngoài. Nhưng mà học tài liệu bên ngoài bắt buộc mình cũng học cái sườn Phoenix. Vì trước đây mình tự học, mình hiểu một cái nỗi đau là cái những bạn nào mà tự học rồi á, thì kiến thức trên internet nó rất là vô vàn luôn, nó rất là mênh mông và rộng. Mình học không thể nào có một cái gọi là nó nhấn mạnh cái nào mình cần học và cái nào mình cần lướt qua, thì ở đó Phoenix có. Tức là trong Phoenix cái giáo trình là mock, xác định là quá trình mock là lấy tài liệu mình ký trên mạng. Nhưng ở Phoenix là có một cái, tức là có một người để biên soạn khóa học. Thì trong khóa học sẽ có những điểm nhấn mình cần chú ý những cái nào. Đấy, ví dụ như chú ý phần này quan trọng này, phần này có thể lướt qua này, phần này trong bài giảng sai học sinh có thể bỏ qua này, lướt qua mình không cần tập trung quá nhiều. Thứ hai nữa là cái về cái sườn của khóa học ấy. Vì cái khóa học mà Phoenix chọn có thể là miễn phí trên mạng, nhưng nó đã được chọn lọc từ trước. Ví dụ mình khóa học của React đi, thì cái này là mình chê, thời điểm đó mình chê cái khóa học này. Thứ nhất là ở cái vấn đề về học liệu, thì thế giới thì người ta dùng Class Component, tức là người ta dùng cái một cái cách thức viết code nó gọn hơn rồi á. Nhưng trong khóa học của mình vẫn dạy cái Class, tức là cái kiến thức của cũ. Thì mình thấy là cái này mình nên học mới hơn, thì mình học toàn bộ kiến thức về Class Component. À, học về cái kiến thức mới ấy, dùng function đấy. Nhưng mà bắt buộc mình cũng phải dựa theo cái sườn của Phoenix để mình học. Tức mình chuyển từ class sang bên function đấy. Chính vì cái đó mình sẽ có một cái lợi thế, tức mình hiểu được cả hai cái, ưu và nhược điểm. Đến hôm phỏng vấn, mình đi phỏng vấn thì anh hỏi là em biết class component với function còn nó khác nhau gì không? Mình học rồi là mình chém được ngay. Nếu như bạn nào mà học thẳng cái mới không biết cái cũ là đứt liền. Vấn đề thứ hai nữa là hai công ty mình đang làm hiện tại ấy, thì hiện tại công ty vẫn đang dùng Class, còn dùng cái công nghệ Phoenix đang dạy ấy,
vẫn có kết hợp thêm bên cái công nghệ mới. Đó là vấn đề mấy nhỉ, mình quên nhỉ, nói thứ hai thứ ba quên xuống mấy nhỉ. Còn một cái nữa là hôm mình đi làm ở bên Desan ấy, công ty liên kết với Phoenix của mình á, thì mình gặp một anh này đến tới cũng học Phoenix của mình ra. Thì trong lúc khi mình vào đó thì mình học bên công ty dùng C#, thì giao cho mình và anh ấy tìm một nguồn tài liệu mới, tức là học một ngôn ngữ mới, tự tìm tài liệu để tự làm á. Thì anh ấy nói với mình câu đó, mình mới nghĩ đến một chỗ là gọi là ngày xưa học Phoenix khỏe, học người ta là dàn sẵn cho cái dàn rồi, việc học theo thôi, thích thì từ cái sườn nó triển khai là được. Bây giờ như cái bể lạc, như ví dụ cái thuyền lạc giữa đại dương không biết đi đâu về đâu, thì đó mới thấy ngày xưa học Phoenix nó sướng, nói vui vui, nó giống như con hải đăng, mình lạc ở giữa biển có cái thì mình nhìn vào, mình nhớ cái đường vào bờ ấy, còn mình bơi không biết bao giờ vào bờ ấy. Cái này không biết bạn nào gặp chưa nhỉ. Còn một xíu nữa là mình cũng có update thông tin ở các khóa sau á, thì mình thấy hôm mình học là học React, thì khóa sau React bây giờ nhà trường làm lại cả rồi, thực sự rất là ngon luôn. Ngày xưa mình học một số cái bên thư viện React Toolkit để dùng á, để cho nó gọn, thì đấy phải tự học hoàn toàn. Bây giờ thì nhà trường cho thẳng vào luôn rồi. Rồi về mặt giáo trình thì nhà trường cũng gộp gộp các môn lại với nhau, có sự liên kết. Ví dụ bạn là học xong hướng hai là bạn có thể làm, mình nhớ không nhầm là làm một project về sàn thương mại điện tử, có thể bỏ CV ngon lành rồi. Nhưng ngày xưa nhà mình phải tự bơi làm gì có. Chứ khóa mấy khóa sau này mình thấy sướng này, nhà trường làm lại ok rồi này. Tức là đã có sự cải thiện rồi. Dạ vâng. Ở đây thì em đang thấy có bạn Hoàng Long gửi khá là nhiều câu hỏi dành cho anh. Đây, thì sẽ giúp bạn Long bật mic để giao lưu trực tiếp của mình chương trình nhé. Không biết bạn Long còn trong Zoom không ạ? À, để bạn Long rồi. Dạ em có, nhưng mà thôi em ngại nó lắm chị ạ. Hôm nay, anh Tuấn Anh vừa bảo là hôm nay chỉ chia sẻ đơn giản thôi, có gì không phải ngại đâu. Đấy Để thì bạn Long nói to rồi đó, mình nghe hơi nhỏ đó. dạ vợ em chào anh, thì em là 97, thì năm nếu nếu bây giờ em mà bắt đầu học lập trình web với anh thì cũng quá muộn đâu anh. Thì mấy năm trước thì em đi học làm xây dựng, nhưng mà em thấy kiểu cái nghề xây dựng thì nó khá là sóng gió ấy. Đấy thì bây giờ kiểu em đang hướng đến những công việc mà có thể làm remote được, thì nên em đang hướng đến lập trình web ấy. Thì em không biết là bây giờ có quá muộn không anh, em năm nay là 26 anh ạ, tức 97 là phải muộn à, mình xin trả lời cái vế nhất của bạn là muộn không muộn đâu, thì mình 95, mình hơn bạn 2 tuổi, à, thì không mình anh học ơi, cũng ít, học em là năm anh học là năm bao nhiêu vậy ạ, đi học năm trước, mấy con năm ngoái rồi ạ, tức là tầm này năm trước này. à thế ạ, dạ vợ anh cảm ơn ạ. Còn vấn đề thứ hai nữa là mình không phải làm 2 công ty một lúc, mà mình lựa chọn nữa, vì thời điểm mình làm ở bên Desan, bên công ty Desan của bên Phoenix hỗ trợ, đợt mình tham gia trên cơ hội cho ta là mình được sếp Cương chọn. Thì đợt đó là mình làm được 1 tháng là mình nghỉ. Mình nghỉ là do vấn đề cá nhân thôi. Tức là vợ mình mang bầu, có một số vấn đề y tế cần người bên cạnh, nên đợt đó mình nghỉ. Thì công ty cũng hỗ trợ, cũng sẵn sàng bảo là bây giờ em ấy thì công ty hỗ trợ cho làm remote. Nhà mình nghĩ sự không ấy được, không làm đủ được trách nhiệm á, nên mình nghỉ. Thì anh cũng hứa hẹn, cũng hẹn là ra Tết có gì, Tết năm nay đấy, Tết năm nay đấy luôn này, thì quay lại công ty. Nhưng đợt đó mình chưa biết nào nên là cũng chưa chưa dám hứa. Thì đợt ra Tết xong xuôi, vợ mình sinh em bé xong xuôi, thì anh mentor cũng bảo là hồi chưa có gì ở bên kia mà ngại thì qua đây với anh, là mình làm anh mentor luôn. Hiện tại anh mentor đang trưởng phận của mình. Dạ vâng. Còn còn bạn Long cũng không ngại muộn nữa, lập trình giờ đang trẻ chán mà, người ta mấy chục tuổi học bình thường có Dạ đam vâng. mê là được. Tại vì em đang hướng đến những công việc mà sau này kiểu em, nếu mà em không làm cho công ty nữa thì em cũng thể tự làm kiểu tự mở dịch vụ lập trình web các thứ, freelance các thứ. Tại vì em tính là sau tầm 30 thì bắt đầu khả năng cạnh tranh của mình thấp dần, kiểu họ công ty không tuyển những người như mình nữa. Lại cũng khá thắc mắc cái chuyện đấy, kiểu không biết là giờ học có kịp không, kiểu hay là nộp vào xong rồi người ta sẽ chê là mình già không 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 làm được lập trình viên nữa đấy, thì em cũng băn khoăn khi mà đi học. Cái này mình xin phép nói một số quan điểm cá nhân và một số trải nghiệm của mình nhé, ở chỗ web á. Được. Tức là trước khi mình vào học web, học ở Phoenix á, là mình làm bên Facebook. Facebook thực tế mình làm cũng phải là làm theo đường chính chính đạo, mình làm kiểu tà đạo đấy. Giờ mình làm những cái tool để hỗ trợ các bạn ấy điều khiển lúc 80 con điện thoại, để các bạn ấy đăng ký tài khoản Facebook mới ấy, cheat, gọi là cheat với ấy linh tinh ấy.
Ừ. hack like, hack share, comment rồi nước mắt linh tinh ạ. Cái này thực tế là cái này là chia sẻ thế này nó cũng phù hợp lắm, Được em nhưng hiểu. cái đó nó đi theo con đường nó không chuẩn. Nhưng mà học web thì nhiều cái hay mà, ngày xưa chưa bao giờ mình nghĩ là mình theo web đâu. Đời đấy cứ dòng đời đưa đẩy thôi. Vì đời đầu mình học là mình học bên điều khiển máy tính, học sau đó tìm hiểu bên ADB để hỗ trợ làm điện thoại này, làm giả lập để hỗ trợ vợ mình bán hàng á, giải giải quyết bài toán tương tác. Sau đó thì có khách hàng cần thì mình học thêm bên Selenium. Selenium thì cái đó chủ yếu là bên tester dùng, mình dùng cái đó để mình tạo tài khoản bên Facebook và Instagram để mình hỗ trợ làm được khách. Xong xuôi mình học học dần lên, sau đó mình biết API, bắt đầu tìm hiểu dần. Hiện tại giờ buồn buồn mình vẫn đang còn ngồi nghịch API Facebook này. Lúc kia mình mới xóa 600 bài thì trên cái bếp ngày xưa mình bán sách để mình giờ mình làm cái khác này. Cũng nhiều cái hay mà, web nhiều cái hay lắm. Không nhất thiết bạn phải làm công ty đâu, bạn có chút tiếng Anh giờ bạn tự lập trình tự làm được mà. Thiếu gì Đó, cách phát triển. tại vì em băn khoăn nhất ở đấy, em băn khoăn cái hướng đi kiểu sau năm 30 cái đấy thì lúc ấy cả khả năng cạnh tranh với các bạn mới hầu như là gần như là em nghĩ là không thể nữa rồi, tại vì công ty sẽ thường sẽ tiếp nhận những người trẻ hơn đấy, như thế nên em đang hơi băn khoăn nữa. Em muốn tìm một cái hướng đi mà mình cũng có thể tự tự lập được sau đấy, mở dịch vụ kiểu lập trình web các thứ đấy, em mới hỏi anh ạ. Rồi anh cảm ơn ạ. Đấy, mình nghĩ bạn nghĩ ít lại thôi, nghĩ nhiều quá làm gì. Tuổi mình nhiều cái cạnh tranh đó, mình Dạ có vâng. kinh nghiệm sống, trải nghiệm sống, thiếu gì cái mình điểm mạnh cho các bạn trẻ nhiều mà. Cảm ơn câu hỏi vừa rồi của Long. Chắc là Long có thể yên tâm là không, cơ hội thì có thể ít đi một chút đúng không ạ, nhưng mà không phải là không có, không có không doanh nghiệp này thì có doanh nghiệp khác, nhưng cứ yên tâm học xong thì thôi đi làm sẽ có người nhận thôi. Cứ thử nhiều là được. Vâng, vừa nãy thì anh Tuấn Anh đang chia sẻ câu chuyện về học liệu. Thế anh đang nói là anh chỉ học 2 môn đầu liên quan đến học liệu của Phoenix thôi. Thế thì không biết là đoạn sau thì anh xoay sở như thế nào, lấy học liệu ở đâu, rồi tài liệu tham khảo như thế nào. Cái phần này cũng là phần các bạn sinh viên rất là quan tâm. Tức là mình không à, mình xin trả lời là tức là mình không phải học hoàn toàn là bám theo tài liệu Phoenix 100%. Mình lấy cái sườn Phoenix á, thực tế là cái sườn Phoenix rất là ngon, mình dùng từ hơi ấy một xíu nhé, hơi dân dã một xíu rất là ngon. Tức là bên Phoenix là họ đã tìm hiểu sẵn cho mình rồi, họ sẽ cho mình một cái sườn rất là ok rồi, chỉ có một số cái mình cảm thấy nó không phù hợp với hiện tại cá nhân mình lúc đó thôi. Nhưng mình thấy class nó không ổn, mình học bên function cho nó tối tân, cho nó tiên tiến, mình tìm hiểu mình học, mình chuyển toàn bộ class sang bên function, rồi học bên những cái bên Redux nó hơi khó hiểu, chữ nó hơi nhiều, mình học mình dùng thư viện. Còn những cái học tức là, vì vấn đề này nó liên quan một xíu cá nhân là tức là ban ngày mình làm rất là nhiều, thành ra lại buổi tối rất là mệt, thì cái ác mộng của mình nhất là buồn ngủ, khoảng tầm 9-10 giờ ngồi vào bàn nó bắt đầu nó buồn ngủ rồi, mà vào đó học tài liệu Phoenix mình là dạy bằng tiếng Anh. Thực tế là nếu lập trình học được tiếng Anh thực sự nó rất là tuyệt vời, vì lập trình mình là sử dụng tiếng Anh. Thứ hai nữa là mình hầu như tất cả các tài liệu nó sẽ dùng tiếng Anh là chính, nên là học được tiếng Anh rất là tốt. Mình thấy những bạn đợt mình có xem video của tutor Phong Phong ấy, thì tutor cũng có nói trong một số buổi chia sẻ với một số cái bài mà chia sẻ lại với các bạn khóa sau á, là tutor xem video nhiều, xem riết thì dần dần nó lại quen, quen thì ta cũng nghe được tiếng Anh á, không đến mức phải dùng sắp. Cái đó rất là tốt, nhưng mà cá nhân mình thì hơi đặc thù một xíu là cái giờ đó mình đã buồn ngủ rồi, mà vào đó là nghe tiếng Anh nữa thì nó rất là buồn ngủ, nên mình chọn phương án khác là dùng tiếng Việt, họ nói gì mình hiểu đấy, nó đỡ vất vả hơn. Người Việt nó vẫn dễ hơn nói chuyện người nước ngoài, nên là mình chọn phương án là học liệu tài liệu bằng tiếng Việt. Nếu tài liệu đó ổn thì mình dùng học liệu đó, và có một số kênh rất là ok, mình nghĩ là ổn. Xe luôn trong chương trình, đánh phần chat hay là nói luôn cho các bạn tự tìm luôn, nốt lại luôn. Tức là một số cái ấy mình học Vâng, hay là đọc thì đợt mình học là cái sườn thì mình bám theo của Phoenix, sau đó còn học bên môn JS mình học hướng 2 bên web, thì cái môn JavaScript thì mình với môn React thì mình học chủ yếu bên kênh F8, chắc như bạn biết kênh này F8 truyền đạo. Còn bên cơ sở dữ liệu thì mình có học ở bên chỗ cây team, học cây team.com. Ngày xưa mình học bên lập trình mấy cái tool tiếp cũng học bên đó khá là nhiều, nhưng mà một số cái vì mình học ở Phoenix á, mình cần làm bài tập Phoenix để mình qua môn mà, thì mình vẫn bám theo sườn Phoenix, mà các bạn mình nghĩ các bạn nên bám theo đó vì sườn đó rất là chuẩn.
những kiến thức đó hầu như là ra ngoài dùng, mình dùng dùng cả luôn đấy. Nhiều cái mình không biết mà làm thôi. Kể cả các bạn có học cả phụ nữ học thêm bên ngoài đúng không? Thì cũng rất là ok, miễn là các bạn bám cái sườn này không anh? Dạ vâng, chắc là một lát nữa rảnh thì anh Tuấn Anh có thể nhắn giúp em vào trong phần chat những cái kênh mà anh vừa nói để các bạn có thể dễ tra cứu hơn nhé. Dạ vâng, thì vừa nãy em cũng chia sẻ là khi học thế ban ngày thì bận, xong tối học thì buồn ngủ. Ê, chắc chắn là trong quá trình học thì cũng rất là chán đúng không ạ? Có cách nào để hết chán không? Tại vì nhiều bạn phụ huynh thì đã ngã ngựa giữa đường lắm rồi. Không biết là cá nhân anh thì có từng đến cái đoạn nghỉ không? Và làm thế nào để mình qua được cái đoạn đó? Ừ. Cái này thì mình nghĩ là cái vấn đề này là khả năng là vấn đề về động lực và vấn đề về ngủ, thì mỗi người một vấn đề khác nhau. Như vấn đề của mình thì nó khác các bạn, nhiều bạn nặng và do học nó khó quá, nhiều bạn lại do học nhiều quá, tức thời gian bạn các bạn học nhiều làm nhiều thì lại, nhưng mà không giải quyết vấn đề là các bạn nặng. Như trường hợp của mình thì là vấn đề của mình là thời gian học rất là ít, thành ra là mình rảnh lúc nào mình học lúc đấy, sắp xếp thời gian để học, nên là mình không có cái vấn đề là nản do học nhiều, mà mình chủ yếu là mình nản do thời gian nó ít ít quá để học. Còn trong lúc học thì chắc chắn rồi, cái động lực thì nó như cái biểu đồ hình sin, lúc lên lúc xuống, như tính tình của phụ nữ chị em nhà mình thôi, thích thì vui vẻ thì cười, đùng đùng, đùng ra mặt cày, cái đó là bình thường. Động lực thì mình không thể nào nó bằng được, thì mình có một số cách cụ thể luôn các bạn có thể dùng. Ví dụ như lúc nào mà các bạn mà cảm thấy nản, chán nản mà không muốn học ấy, cảm giác không có động lực á, thì mình nghĩ các bạn nên tìm một cái gương trong nhà, gương to ấy, và soi vào, tốt nhất là gương nhà tắm, vì thường thường gương nhà tắm mình nhìn thì mình sẽ đẹp hơn một chút. Các bạn nhìn vào gương ấy, các bạn nghĩ đến các bạn diễn viên, hoa hậu ấy, á hậu Phương Nhi, rồi diễn viên Trấn Thành ấy, Đức Phúc, mấy bạn đó, mình nhìn vào gương mình thấy mình cũng đẹp một chút đấy, không đến nỗi đâu, gương mặt mình cũng thanh tú ok, nhưng mà so với hoa hậu với ca sĩ thì chắc mình không bằng được. Mà những người đó họ giỏi rồi, họ đẹp rồi, hoa hậu thì đẹp nhưng mà chê nữa rồi, Trấn Thành, Đức Phúc, Mỹ Tâm họ hát rất là hay, tài năng họ rất là nhiều rồi, mà họ vẫn phải nỗ lực. Mình bây giờ đã có gì trong tay đâu, trên răng rất là tốt, chả có gì cả, bây giờ còn nản có động lực. Các bạn có thể tìm hiểu thêm một số nguồn trên mạng ấy. Ví dụ như các bạn biết KFC, trang ăn KFC bao giờ chưa? Món gà rán KFC ấy. Cũng biết KFC rồi đúng không? Thì logo của KFC là một ông lão đúng không? Thì ông lão này mình nếu như mình có tìm hiểu thì ông này là về hưu rồi, cựu chiến binh. Sau đó ông nghỉ, sau đó mình nhớ là 60 mấy tuổi ấy, thì bắt đầu ông đó mới làm cái bên KFC này. 60 mấy tuổi, sau đó hiện tại bây cách đây mấy năm thì ông ăn lại món KFC của mình thấy nó chán quá, ông tính lập lại một cái món gà rán tương tự đấy. Và các bạn có thể tìm hiểu một bà lão ở bên Trung Quốc này, trước hôm trước mình có đọc mạng, bà này cũng khá là đỉnh, tức là bà này 18 năm mấy ngồi tù, chồng bỏ 57 71, 71 tuổi thì bà này ra tù, thì khi đó làm nhân viên dọn vệ sinh, sau đó lội ngược dòng thành tỷ phú năm 81 tuổi. Họ già rồi họ còn phấn đấu được mà, mình đang trẻ, tài năng mình không bằng họ, mình không đẹp bằng họ, mà họ đang phấn đấu mình cũng phấn đấu, mình theo sao được. Còn vấn đề ngủ thì vấn đề này khá là đơn giản, vì nhiều bạn ngủ sợ ngủ ít sẽ ảnh hưởng sức khỏe, não đánh lừa nhiều bạn sợ, nhưng mà các bạn cứ nghĩ là sắp tới mình còn một giấc ngủ ngàn thu đang chờ, tha hồ ngủ, cái đó không ai dành của mình nữa, cứ học thôi, còn giờ đang trẻ phấn đấu. Nhưng hai cái này các bạn có thể thử được, đối với mình thì có tác dụng. Nói thì nghe hơi buồn cười vui vui thế đúng không ạ, nhưng mà thực ra thì cuộc sống thì chắc chắn là mình phải nỗ lực đúng không ạ, đặc biệt là những bạn mà khi mà lựa chọn full day rồi thì chắc là các bạn cũng thực sự là mong muốn mình sẽ có một cái gì đấy để bước chuyển trong cuộc đời mình, chắc là lúc đấy phải tự mà cố gắng thôi đúng không ạ. Dạ vâng, thì đấy là một vài cái cách mà anh Tuấn Anh cũng chia sẻ. Dạ vâng, anh Tuấn Anh ơi, vừa nãy thì mình cũng đã chia sẻ về học liệu ở Phoenix rồi, đã chê chán chê rồi. Thế đến cái kênh thứ hai, một cái trụ cột thứ hai trong mô hình học Phoenix Way, đấy là các mentor. Thì lại có một số ý kiến cho rằng là mentor Phoenix hỏi nhiều người lắm rồi nhưng mà không hợp chẳng hạn. Hoặc là hỏi nhưng không thấy có người trả lời, thì cái ý kiến này có là sự thật không? Là có làm cách nào để giải quyết cái vấn đề này không? Cá nhân anh.
khắc phục nhỉ? Thì đầu tiên mình sẽ mang lại cho bạn một xíu hy vọng, tức là công việc hiện tại mình đang làm là do một anh mentor trong Phoenix giới thiệu cho mình, mà hiện tại bây giờ anh mentor đó là trưởng bộ phận của mình luôn, sếp của mình luôn ấy, nên các bạn cứ thoải mái đi. Còn vấn đề thứ hai là như bạn nói là mentor ít hoặc là trả lời không không đúng không ấy với mình á, thì vẫn có một số trường hợp ở các môn sau á, tức là lượng mentor ít. Thời điểm của mình thì một số khung giờ các bạn chọn không chuẩn lắm, ví dụ như trong giờ hành chính ấy, hoặc là quá khuya, thì thường thường mentor giờ đó rất ít đòn. Chủ yếu bên mình mentor đông ở khoảng môn web và môn JS là nhiều. Mấy môn sau này mentor thời điểm này thì mình cũng không rõ là đông hay, nhưng mà thực sự cái kênh mentor rất là tuyệt vời. Trước đây mình học, trong quá trình mình học á, thì mình rất ít khai thác và mình chỉ hỏi, để từ đấy mình tưởng là phải hỏi 2 câu cho đủ qua môn mình mới hỏi thôi, nhưng thực tế bây giờ mình đi làm ấy, mình quay ngược lại hỏi mentor nhiều hơn. Không biết là anh tối nay tiết lộ tên của anh mentor được không ạ? Sếp của anh ấy. Anh ấy là anh Nhật, Nguyễn Đình Nhật, nửa đến Nhật đấy, mentor Phoenix ta luôn đấy. Với mentor, nếu mentor Phoenix nhìn nhiệt tình lắm, vì thực tế của mentor á là giống như mình thôi. Mentor làm công nghệ mà, thường thường những người làm công nghệ thích chia sẻ lắm, vì có vấn đề là mình triển khai câu hỏi cho mentor thôi, mentor có hiểu ý của mình hay không á. Vì thường thường mình làm mentor đa số toàn quá 5 phiên ngồi nói chuyện trên trời trên đất, hỏi mình hỏi mentor trả lời. Hôm trước cách đây khoảng 1 tháng mình có vào, mình hỏi lại bên chỗ cơ sở dữ liệu này, với bên lập đuôi cơ sở dữ liệu, thì mình gặp mentor Hào, anh em ngồi nói chuyện xong đó bên Phoenix giới hạn mình là 5 phiên, 5 phiên là bắt đầu phải mới, thì hai anh em cũng lại đã qua Facebook để trao đổi, chúng chia sẻ, anh chia sẻ mình chia sẻ với anh học ngày xưa học C sharp, sau này dùng Node.js, thay đổi về lương này, về trải nghiệm mọi cái anh chia sẻ nhiều lắm. Thực tế là mình thấy mentor các bạn nên tận dụng sớm cái đó. Mình một trong những điều mình ít tận dụng cái thời mình học ấy, nhiều bạn việc mình cũng hơi ngại khi hỏi mentor, vì kênh mentor thực sự là những anh đó rất là đỉnh. Thường mà để được làm mentor Phoenix á thì cái background của anh đấy thực vậy, khủng, làm kinh nghiệm nhiều, trưởng bộ phận, thậm chí có cả giám đốc của tỉnh, hội đồng quản trị, chủ tịch trung tâm quản trị đúng nhỉ, anh Nghĩa hình như là cũng mentor của mình này. Nói chung các anh mentor đỉnh lắm, kiến thức sâu lắm, mà chính các anh mentor đã hỏi thi mình, mà mấy anh mentor hỏi thi thì hỏi rát lắm, các bạn học kiến thức mà học ngoài nữa thì cũng trả lời đâu tâm lý. Mình nghĩ các bạn nên khai thác mentor nhiều, vì trước đây mình dùng Jack Toolkit không có trong giáo trình của Phoenix dạy thời điểm đó, thì mình trong lúc khó khăn mình cũng có lên mình ping mentor, mình hỏi mentor, thì mentor bảo cái này anh cũng chưa học, à không phải chưa học mà anh cũng chưa làm, mày chờ anh xíu. Là anh mentor vào đốc làm xong là hai anh em ngồi gỡ lỗi cho nhau, anh hỗ trợ mình. Nếu các bạn cứ mạnh dạn ping mentor thoải mái, mentor đỉnh lắm. Mình ngày xưa mình hối hận một cái tiếc nhất của mình là không khai thác cái mentor sớm. Cứ ngại lời khuyên là không được ngại hỏi đúng không ạ? Vừa nãy thì anh cũng có chia sẻ một chút là về việc là các môn đầu chắc chắn là sẽ nhiều mentor, các môn sau là các môn về web đúng không ạ? Nhưng mà là hỏi khung giờ nào và hỏi như thế nào thì sẽ tốt nhất để tận dụng tối đa được mentor, và kể cả tutor, hệ thống tutor ở Phoenix trên Discord. Nếu mà hỏi mentor á, mình nghĩ các bạn nên chuẩn bị sẵn cái câu hỏi nó rõ ràng một xíu. Đừng là anh ơi em bị lỗi chỗ này, xong ném một đoạn code qua họ không hình dung được. Thứ hai nữa là cái vấn đề của bạn phải hiểu vấn đề bạn bị lỗi lúc nào. Còn nếu bạn xác định mà một cái nó quá lớn mà lỗi mình không xử lý được, hoặc là mình chưa xác định được khoanh vùng á, thì mình nên chuẩn bị trước kit, mình cho lên kit xong đó như mentor check qua cho. Thứ hai nữa là ví dụ như một số mentor các bạn hợp á, như cá nhân mình hợp một số anh thì mình xin thẳng Zalo luôn, mình qua trực tiếp mình nhắn, hoặc là vì nhiều lúc người ta bận không có thời gian online á, mình sẽ set link với bảo hôm nay em có cái này em bế quá em làm mãi không được, em cũng phân tích được chỗ này, cũng mình cũng mạnh dạn mình biết chỗ nào mình nói, mình cứ trình bày mentor đấy, thì anh sắp xếp thời gian giúp em, thì anh mentor bảo thời gian đấy anh rảnh anh sắp xếp. Còn cũng một chia sẻ nữa là ngày xưa đợt mình học môn React á, thì mình cũng có nhờ một anh mentor, sau đó nhờ Hana hỗ trợ cho mình mentor anh Khanh Khanh Lãng Tử. Thì đợt đó thì cũng nhờ chị Thảo Hana Thảo hỗ trợ cho mình á, gặp anh Thanh, nhưng mà
do trục trặc chỗ bên máy của mình trục trặc không không quay phim được, tức là khi mentor review thì có recording lại á thì không được. Và đó thì hai anh em hai cũng không 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 qua Phoenix nữa mà gửi lỗi riêng cho mình luôn đấy, gần 3 tiếng đồng hồ. Thành ra từ hôm gặp anh đó thì mình có một cái là tính cách cũng thay đổi một xíu, ở chỗ khi mình hỗ trợ học viên mình khá là nhiệt tình hơn. Ví dụ như 30 phút hoặc là 45 phút thì mình thường thường đa số mình toàn 75 90 phút rồi. Nói như này nó đã cái nư thôi. Nếu các bạn đi khai thác kênh mentor nhiều. Thực sự thì nếu mà chưa tìm được một mentor theo đúng ý mình thì chắc là sẽ tiếp tục phải hỏi đúng không ạ? Sẽ có những cái người mà hợp với mình, những người không, mà một khi mà học viên được truyền cảm hứng thì rất dễ là có cơ hội sau này cũng sẽ trở thành tutor hoặc biết đâu là mentor cho Phoenix đúng Đúng rồi. không? Vâng. Vậy thì không biết là thứ bên cạnh mentor hay là bên cạnh học liệu thì sẽ có, ngoài bên đó thì sẽ có hệ thống khác như là các Hana này hay là Discord cũng như là cộng đồng Xtr, thì không biết là trong quá trình học anh Tuấn Anh có tận dụng những cái kênh này hay là cũng tự bơi là chủ yếu. Cái này mình cũng có tận dụng, nhưng mà tận dụng của mình thì Phoenix biết thì Phoenix sẽ buồn. Phoenix biết thì Phoenix buồn đó. Vì theo như mình biết thì hệ thống Discord của Phoenix là nhằm hỗ trợ học viên. Thì anh em Phoenix xây dựng rất nhiều tâm huyết ở đây. Trước mình cũng có nghe anh Tài nói á, thì mình mới vào học. Mình nói là anh Tài muốn xây dựng một cộng đồng trên Discord đủ lớn. Để khi đó nó, tức học viên mình hỏi trên đó, trả lời trên đó. Khi học viên sau vào thì mình chỉ cần tìm kiếm, nó sẽ có một cái cơ sở dữ liệu, tức là trước đó mình trả lời rồi á, thì học viên tìm rất là khỏe. Thứ hai nữa mình cũng mới update được thông tin là Discord của Phoenix làm có chat GPT, mà mình nhớ không nhầm mình như mua bản cao cấp bản VIP đấy, không phải bản thường đó, tốc độ khá là nhanh, trả lời ok phết. Thì kênh Discord thì mình thật là mình cũng ít dùng, mình dùng chủ yếu để mình tìm đệ phao thôi, tức là mình sắp thi là mình vào đó mình tìm phao, trong các hội 8 IT linh tinh mình tìm phao để mình tập trung mình ôn vào những câu đó thôi. Chắc Phoenix biết, Phoenix buồn lắm đấy. Thôi mình nói phao, nếu mà phao thì phải dùng trong lúc thi, còn đây là dùng trước lúc thi thì thôi, không phải tính là phao lắm. Mà mình nghĩ là các bạn có thể dùng cái này được, vì vấn đề phao mình nói vui là ở trong học tủ thôi, nhưng thực tế không phải đâu. Tức là phao ở đây mình là thường những câu hỏi mà mentor hỏi á, nó không có quy định chung của Phoenix. Vì mentor hỏi mình có họ, hôm trước mình có nói chuyện anh mentor bảo là nhanh hỏi giờ không, sẽ không có câu hỏi sẵn đâu. Trên một cái bảng đồ ra là lúc mấy câu nào thích, câu nào cảm thấy, câu nào mà nó xoắn xoắn là hỏi học viên thôi. Sau đó là hỏi, mà thường thường những câu hỏi đó là câu hỏi thực tiễn luôn đấy, ra ra trường, tức là ra ngoài xã hội, không phải ra thực tế làm ấy là sẽ dùng. Vì trong cái nhóm khi mình học Phoenix mình có một cái nhóm nhỏ, tức là 5 người cùng học một khóa, còn sau cái nạp thì một em quý, thì bạn này thằng cu em này ngày xưa cũng học đại học ra, đang làm front end được 2 năm, thi môn JS lên JS JavaScript á, cũng thi trượt mấy lần đấy, cũng bảo cũng tuyên bố thằng thường to lắm, bảo mentor ghét em, em thi đánh trượt em. Sau thì mình với một anh Phước ở trong Củ Chi có hỏi lại một số kiến thức cơ bản của bạn ấy, kiến thức về các biến valid, phân tích valid coin này, rồi so sánh ba chỗ băng này. Kiến thức này thực tế là những bạn học không để ý á thì gần như sẽ không trả lời được, vì nó trả lời để đầy đủ á, nó rất là khó. Thì thành ra trong quá trình mình đi tìm phao thì mình tìm được những câu hỏi này, mình có đi tìm hiểu thêm, thực tế lại mình dùng cái này rất là nhiều, mà nó giúp mình feedback trong thời gian sau rất là tốt, nên các bạn có thể khai thác kênh này được. Đó là kênh Discord. Thứ hai nữa là về Hana. Hana thì thực sự là mình rất may mắn mình tìm được Hana rất tuyệt vời, chị ấy theo mình tới tận bây giờ luôn đấy. À, chị ấy chị Thảo Phạm Phạm Phương Thảo, chị ấy hiện tại chị ấy người Huế, thì chị hỗ trợ mình từ đợt đầu ấy. Thì ăn đầu học thì chị cũng có giúp, ví dụ như học chậm hoặc nhanh ấy, thì nhiều lúc mình học xong mình quên ghi vào tiến độ ấy. Mình biết là chị chịu khổ vì mình nhiều, mình chậm tiến độ mình tùm lum tùm la, chị cũng mệt một số cái thì mình quên cập nhật tiến độ này, thì bên nhà trường hỏi chị đã hỏi lại mình và em làm mà quên tiến độ rồi, tận tới thời điểm này em bận mới phải học bù cho. Rồi nhất là hỗ trợ, chị ấy hỗ trợ mình rất là nhiều, cho đến thời điểm mà mình đã nộp đơn xin việc apply bên ngoài á, apply bên ngoài thì chị ấy hỗ trợ mình cũng là nhiều, tiếp từ vấn đề CV này, trong đó về xin việc này, hỗ trợ mình vào hỏi mình tình hình là em sắp phỏng vấn có run có chuẩn bị gì chưa,
chị để chị Pinh anh đắc tài rồi, anh ấy sắp xếp riêng cho em 2 tiếng, đi xin 2 tiếng này, anh ấy tư vấn cho thoải mái, mai đi ạ, 2 hôm sau đi phỏng vấn cho tự tin. Hay là cái lúc mình mới chuyển công ty á, mà vợ mình mới sinh thì chị bảo là thôi chị xử lý cho em, chị bảo lưu cho em 4 tháng rồi tập trung chăm vợ đi, không phải lo việc học đâu. Cũng thực sự là chị ấy là tuyệt vời đấy, thỉnh thoảng hai chị em vẫn ngồi nói chuyện với nhau bình thường như kiểu chị em đấy, nhưng Hà Na phụ nữ nhiệt tình lắm, nên các bạn cởi mở, hy vọng các bạn sẽ cởi mở hơn với Hà Na, vì Hà Na khi nào cũng mở lòng với các bạn cả, yên tâm nhé. Biết là chị Thảo ở trong Zoom ngày hôm nay không, chắc là có thể comment một vài câu. Nghe Tuấn Anh nhận xét mà chắc là mát lòng lắm đấy. Dạ vâng. Vậy thì chắc chắn là nếu mà các bạn biết tận dụng cách tối đa tất cả các hệ thống hỗ trợ Phoenix thì việc học nó sẽ trở nên đơn giản rất là nhiều, không chỉ ở trong việc học đúng không ạ, mà như vừa nãy anh chia sẻ là cả công việc nữa. Và không biết là ở đây em thấy có một câu hỏi của bạn đây, bạn Đức Minh thì phải, là bạn ý không biết là học bao nhiêu là đủ để duy trì và theo được nghề. Nhưng mà chắc là trước khi mà trả lời câu hỏi này thì em phải hỏi anh Tuấn Anh là học đến đoạn nào thì có thể đi làm. Không biết là trước khi mà anh Tuấn Anh apply CV thì anh đang học đến mấy hay là đã hoàn thành xong chứng chỉ rồi? Cái này thì mình xin phép nói chung khuyên không phải khuyên, nhưng mình góp ý các bạn là nên apply sớm, tức lúc đó thời điểm của mình apply là mình học xong môn thứ tư, tức mình học xong môn thứ tư nhưng mà môn thứ ba mình chưa thi, tức là mình đã học môn thứ ba nhưng mình cảm thấy chưa ổn để thi lắm, mình nhảy môn thứ mình học. Thì lúc đó bên nhà trường á, anh Tài cũng bảo là cũng khuyến khích, bảo anh em cứ học khoảng tầm môn 2 môn 3 đi, là bắt đầu đi nộp hồ sơ, đi giải CV, đi apply dần đi. Thì lúc đó mình nghĩ là cũng ổn lắm, vì mình nghĩ trong đầu là cái chiến thuật của mình là mình sẽ học xong khóa trước, mình có một sản phẩm trước rồi mình đưa đến cho nhà tuyển dụng, người ta nhìn vào đó, người ta sẽ dễ đánh giá năng lực của mình hơn, rồi từ đó với apply nó sẽ tăng tỷ thành công hơn. Cái đó mình áp dụng cho tới thời điểm mà mình, tức là đến cái thời điểm mình học môn React gần xong á, học môn thứ tư xong rồi, xong rồi mình môn React, thì hôm đó mình tham gia chương trình cơ hội cho ta ấy. À không, nhầm, cái đó sau, tức là mình học xong môn thứ tư này, đọc môn React này, thì bên nhà trường hỗ trợ đẩy CV cho các doanh nghiệp ở thành phố Vinh á, thì lúc đó lại trùng đợt với anh Nam, anh Nguyễn Thành Nam CEO bên mình về Vinh để ký hợp tác mới, một doanh nghiệp mới bên cây á, thì mình có đi theo. Thời điểm đó đến cái mức của anh Nam bảo thằng này là học sinh bên bên đảo, thì nói anh giám đốc bên cây là sắp xếp cho nó buổi phỏng vấn, thì anh giám đốc Thành cũng bảo bạn HR mà bảo lấy số lấy thông tin các kiểu. Nhưng thời điểm đó mình vẫn chưa nộp CV hoặc apply vào, mình vẫn mong muốn là làm cho xong cái dự án của mình á, để mình gửi cho họ. Nhưng mà thực tế ra đến khi mình đi làm rồi mình mới phát hiện ra một điều là không nên quá cầu toàn hoặc là tính toán nó nghĩ quá nhiều, mà việc học thì các bạn chỉ cần học đủ tầm môn thứ hai, thêm môn JavaScript, hoặc có thể thêm nữa thì các bạn học thêm môn thứ ba, có thể là Java, JS cũng được, vì vào công ty chưa chắc mình là sẽ làm những cái mình học ở Unix, ví dụ mình học Node.js, nhưng khi mình vào Resan thì bên đó lại dùng C#, mình học lại từ đầu, nên là mà môi trường ở cái môi trường mình làm thực tế mình học rất là nhiều cái, có người hướng dẫn, có người chỉ dạy, có cái môi trường để mình học rất nhanh, có thể rất nhanh, mà thực tế công ty đang cần học đúng cái công ty đang cần luôn. Thì mình nghĩ các bạn đủ tư duy logic, cảm giác ổn một xíu là có thể bắt đầu tham gia thị trường lao động được rồi, không cần quá cầu toàn hoặc là quá suy nghĩ nó quái, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội của các bạn. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn Anh vì chia sẻ vừa rồi. Nên lúc mà anh trả lời xong thì có một cánh tay của bạn Lê Vũ Thoại đang giơ lên, xin phép là bạn Thoại có thể bật mic và giao lưu với chương trình được không ạ? Mình chào bạn. Chào em, tại vì À, anh chứ. anh sinh năm 89. À dạ, em chào anh ạ. Thì anh có hỏi, anh muốn hỏi là bây giờ thì anh đang làm business analyst với lại tester trong công ty của anh, nhưng mà anh muốn chuyển qua developer á. Nhưng mà
Trên Phoenix thì anh mới học tới môn đầu môn Java thôi. Anh còn chưa học cả cơ sở dữ liệu với lại cơ sở dữ liệu giải thuật với lại database cơ. Cho nên là nhưng mà trong thời gian này thì lại có một đứa bạn của anh nó đang làm bên công ty lập trình đó, nó giới thiệu cho anh thì anh cũng muốn nộp đơn làm Java backend. Nhưng mà theo như anh hiểu thì anh chưa đủ kiến thức đúng không anh? Tức là em xin phép xác nhận lại cái câu hỏi của mẹ thông tin của anh trước ạ. Tức là anh hiện tại anh làm tester đúng không? Đúng rồi, tester với lại business analyst. Dạ. Cái này thì em xin chia sẻ theo ấy luôn. Thực tế là em có một ông anh, không phải ông anh thì học quá luôn, học cùng đời với em á. Anh cũng làm tester được 6 năm rồi. Lương anh ấy cũng chia sẻ, anh không cụ thể nhưng bảo là năm trước anh đã lương 2x rồi. Nhưng mà anh ấy chuyển hướng sang bên lập trình, developer. Vì anh ấy nói là tester từ khoảng đến mấy năm đó, anh ấy cũng nghĩ là cũng khá là kinh thuộc với bên test rồi. Thì anh sang bên develop để anh phát triển cái hướng nó rộng hơn. Cái Đúng thứ rồi. nhất là em nghĩ là anh cũng khá là thoải mái, không không phải chịu quá nhiều vấn đề đó. Nếu anh cần thì em tag anh vào anh ấy, em hỗ trợ anh, nhắn anh ấy, hai anh em trao đổi. Cái thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai về bên kiến thức thì cái này là ý kiến cá nhân của em thôi. Thì em nghĩ nếu mà công ty đã có cơ hội thì mình cứ mạnh dạn mình qua đó, tùy vào, em nghĩ là tùy theo công ty, mà thường thường các công ty họ thích ươm mầm những tài năng mới hơn, những các bạn trẻ, chứ không phải là trẻ đâu nhá, tức là những người để với vị trí đó họ sẽ thích những người mà họ đào tạo lên hơn thì sẽ họ đào đúng đúng cái họ cần, tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Thứ hai nữa là mình, những người mới như mình á, mình có một lợi thế hơn là các cái bạn cũ á. Tức là mình mới, công ty đào tạo mình lên, thứ nhất là đúng cái học cần, thứ hai là về lương chi phí họ sẽ thấp hơn, thứ ba về độ đó họ thấp hơn rất là nhiều. Vì nếu anh là một người đã có kiến thức rồi, và anh ok rồi, anh vào đó anh làm một thời gian cho anh nhảy sang bên khác thì họ sẽ mất vị trí đó, công họ đào tạo rất là nhiều và họ, công việc của họ sẽ không ok được vì thiếu anh, đưa lại quay lại cuộc chiến đi tìm lại nhân sự nó rất là vất vả. Nghe, cá nhân em nghĩ thì anh cứ mạnh dạn vào, vì công ty theo nhu cầu công ty họ cần một người để dạy, anh được vào đó thì anh cực kỳ tuyệt vời, có người dạy, có lương, có môi Đúng trường để anh phát triển, em rồi. nghĩ rất là ok, mà mình sẽ rẽ được sang hướng developer, sau đó mình phát triển được nhiều hướng hơn. Mặc dù anh nói thật là anh chưa bao giờ anh viết database script hay SQL script hay là anh chưa từng leak code hay là hackerran hay gì hết. Nói chung là anh vẫn thấy hơi ngọ, hơi hơi rét chút. Thời điểm ngày xưa em cũng giống anh, em học qua những thứ đấy, môn cơ sở dữ liệu là một trong những cái sai lầm của em ngày xưa em học. Em nghĩ là cơ sở dữ liệu không quan trọng, chỉ nghĩ là chỉ có front end và back end thôi, cơ sở dữ Đúng liệu rồi. chỉ có thao tác thôi. Em học theo kiểu quá môn đấy, em học em chỉ bảo anh coi em làm qua bài là xong. Thế thì ngày ngày hôm nay em mới biết cái hậu quả, giờ đang phải Đúng ngồi rồi. cày lại từ đầu. Đúng rồi. Ok. Em nghĩ là anh cứ mạnh dạn lên. Ok, cảm ơn. Cảm ơn. Mời anh Thoại vì câu hỏi khá là thú vị vừa rồi ạ. Vâng, ở đây khi mà nói đến công việc lát là có rất nhiều câu hỏi của bạn sinh viên, nhưng mà trước khi trả lời các câu hỏi của các bạn thì em xin phép hỏi là anh Tuấn Anh khi mà đã làm một số kha khá công việc nhất định rồi thì anh thấy là kiến thức ở Phoenix hoặc là những cái khung như mà anh vừa chia sẻ thì ra ngoài doanh nghiệp áp dụng vào khoảng bao nhiêu phần trăm, bao quát được hết không? Mình thấy cho đến thời điểm hiện tại ấy, là những cái gì mà học Phoenix là mình đều làm ngoài cả. Thậm chí có những cái Phoenix dạy mình chưa kịp học và học chưa tới nên bây giờ phải học lại. Vì đấy cái sườn Phoenix thực sự rất ok rồi, vì coi như bỏ tiền một cái sườn này cũng tuyệt vời đấy, tại vì bơi giữa biển cái này, sườn này rất là ngon đó. Các bạn học mình thấy ok, thậm chí công việc hiện tại bây giờ mình làm theo hướng hai á rất là ok, hầu như gọi là nói 100% như các bạn nói mình bốc phét thôi, cho 99,9. Có ít nhiều gì có thể không vào được hết tất cả những video của các bạn mà Phoenix cung cấp cho các bạn, nhưng mà nhớ là phải bám theo cái sườn của bạn để là kim chỉ nam. Dạ vâng, vừa nãy thì anh cũng chia sẻ một chút về quá trình apply công việc, và không biết là hồi mà nộp vào các doanh nghiệp thì anh Tuấn Anh có đi phỏng vấn nhiều không? Hay là may mắn gặp anh Nam là được công ty trải thảm, với anh Nam giới thiệu là công ty trải thảm mời vào luôn.
Cái này thì nói anh Nam thể thảm cũng không, không đúng, vì anh Nam cũng không, tức là anh Nam cũng không có tác động đến cái khoản này, mà anh Nam có cũng có bảo là đây học viên của bên tao, thì đấy cứ để ý ở chỗ HR bên công ty tuyển thôi, thì bên đó cũng gọi điện cho mình, nhưng mà mình gọi là mình nghĩ quá nhiều, nên mình muốn chuẩn bị cái gì đó nó chu toàn một xíu mình mới đợi. Còn mình lên đó là mình đợt mình tham gia chương trình cộ cho ta bên Phoenix tổ chức này, thì may mắn là mình được cả bốn sếp ok, nhưng mà sếp Nghĩa thì do mình có gia đình rồi mình ngại di chuyển, mình không không ấy được, thì trong ấy thôi, trong thành phố thì có ba ba anh, thì mình chọn về bên của anh Cương, sau đó do hoàn cảnh nên mình sang công ty sau đây. Sau thực tế mình chưa chưa phỏng vấn nhiều số mình cho, còn những cái anh Phước, anh lúc nãy mình có chia sẻ anh bên tester ấy, ấy là cũng khá là nhiều, vì cái môi trường khá là cạnh tranh ở trong Sài Gòn, khá là cạnh tranh. Còn sẵn đây thì mình cũng chia sẻ luôn một xíu ở cái chỗ vấn đề nhân lực, tức là cái đầu ra, thì mình nghĩ các bạn quan tâm cái này khá là nhiều. Hoặc là ngày xưa cái lúc mình học mình khá là sợ, mình nghĩ là sợ học ra không có việc làm, rồi học ra nói chung đích tay bảo là 100% đầu ra việc làm, nhưng mà mình vẫn có phỏng vấn, nên mình nghĩ nhiều bạn sẽ ở cái khúc này sẽ giống như ngày xưa, bảo là bảo cam kết đầu ra tại sao vẫn phải đi phỏng vấn này kia. Thì đợt mình cũng có hỏi câu hỏi này cho chị Thảo Hana của mình đấy, thì chị Thảo bảo là yên tâm đi em ạ, à, em học em phỏng vấn trượt về chị dạy lại, về như vậy dạy như nào đậu thì thôi, cuối cùng mình cũng ít mình học mình may mình cho mình đậu luôn. Còn vấn đề nhân lực thì mình nói thêm một xíu nữa là bên Phoenix công bố hoặc là trên các trang mạng bảo là thiếu nhân lực, thì mình thời điểm đó nhá, mình nói thẳng thời điểm đó mình không tin. Nhưng cái hôm mà mình đi qua thăm tham quan chỗ công ty ở Vinh á, Vinh Nam á, thì nghe bên chỗ Resan một số doanh nghiệp chia sẻ về vấn đề nhân sự á, thì mình không biết ở các thị trường lớn như Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh nó rất là lớn, có thể là công việc nó lớn cái đầu ra là mình không chắc lắm, nhưng ở chỗ mình Nghệ An thì thiếu thiếu trầm trọng. Vì tại sao nói thiếu ở đây, vì bên anh Cương có chia sẻ là sẵn sàng bao đầu ra của một trường đại học Đại học Vinh, đại học lớn ấy, ở chỗ thành phố của mình luôn, là đầu một như năm cái khóa công nghệ thông tin vào khoảng mấy trăm bạn đấy, thì công ty sẵn sàng khi học sinh ra trường sẽ tạo mở một lớp riêng để đào tạo tất cả các bạn ra, thì yêu cầu là các bạn cam kết là công ty sẽ đào tạo các bạn sẽ nâng cao level lên, thì cam kết các bạn sẽ phải làm công ty bao nhiêu lâu đấy thì công ty sẽ dành miễn phí cho. Người ta sẵn sàng bao cả một cái khóa ra để mà tìm nhân lực mà không có, thậm chí có nhưng mà không đạt yêu cầu của họ. Vì nhiều bạn sinh viên, cái này mình không không dám khẳng định, vì mình có thể hiểu một số nguồn thì bên nhà trường dạy những cái React mình chắc nhà trường cũng chưa dạy, hoặc là bên Node.js thì nó thiên về tự học là nhiều, nên là vẫn có cơ hội cho anh em chuyển ngành, anh em học cái nghề qua, vì cái này chủ yếu thiên về tự học là chính. Còn bên mình qua bên Sàn, à bên BNK cũng thế, bên đó cũng đang tuyển người, thậm chí mở các lớp intern ấy, tuyển thực tập sinh ấy, rất là nhiều, họ thiếu nhân lực rất là nhiều. Mà như lúc nãy mình cũng có chia sẻ với anh ấy, anh test rồi đấy, anh là họ cần, những doanh nghiệp cần đào tạo một lớp mới, họ cần cái đó hơn là việc một nhân viên vào một ngày. Nên thực sự là doanh nghiệp hiện tại đang thiếu, mình nghĩ là thiếu rất là nhiều. Nếu các bạn không phải lo, cứ học ok chắc chắc kèo vào phỏng vấn cân với giám đốc kỹ thuật là các bạn vào thôi à. Vâng, chúng một cái ý mà em thấy ở đây có chị Nhung đang hỏi là có một vài bạn đang định đăng ký học ở Phoenix, nhưng mà các bạn bảo là nghề IT bây giờ sau dịch không hot nữa nên là các bạn không đăng ký học. Thì chắc là anh Tuấn Anh động viên các bạn, không phải là không phải là học ở Phoenix nữa, thực ra động viên các bạn đi học IT được. Cá nhân mình thì em hay bạn bè ai mà theo hướng học IT thì mình rất ủng hộ. Thứ nhất là học IT rất hay, mà có thể gây nghiện, đối với mình có thể gây nghiện. Vì mình làm một cái nó ra sản phẩm một cái, mình làm một cái nó có phản hồi ngay ấy. Nó làm nó nghiện ấy. Vì có anh hỏi mình bảo mày không chơi bời, rượu chè không, bóng banh không, đố trò gì đàn ông mà có gì chơi. Em giờ làm, tới về rảnh em mở lên em ngồi em nghịch linh tinh. Là cái ôm máy tính cả ngày. Mình thứ nhất là mình cũng ham, mình cũng đam mê, mình chia sẻ là mình cũng có may mắn hơn là mình cũng đam mê sớm, mình thích. Thứ hai nữa là
IT thì mình thấy mấy năm trở lại đây thực sự là IT không biết là các doanh nghiệp lớn chạy quảng cáo kiểu gì rất là hot, điểm lên rất là cao, 25, 26 điểm cực kỳ cao luôn ấy. Mình cũng thấy đáng sợ thật, thế các cháu học vất vả. Nhưng mình nghĩ là theo IT không bao giờ nó lo bên vấn đề ấy. Nó thất nghiệp hướng quá, nhưng mà nó không phải vấn đề hot ở đây, mà nó theo dòng chảy phát triển đấy. Ngày xưa mình nghĩ IT là nó sẽ mạnh bên lập trình phần mềm, bên phát triển các app, startup giống kiểu Facebook, Twitter hoặc là Uber, Grab các kiểu. Xong nhân dân bây giờ thời đại đều chuyển dịch sang bên cuộc chiến bên cơ sở, bên data, bên dữ liệu. Dần dần là data sẽ phục vụ cho bên AI. Tương lai thì phát triển tương lai sẽ là AI. Thì việc học code bây giờ nó không phải là việc mình đi đi gõ nghề gõ thuê gõ code nữa, mà thực sự bây giờ mình phải làm những cái nó lớn hơn, mình về cái mặt tư duy và tầm nhìn nó phải xa hơn. Thay vì mình gõ code thì mình sẽ định hướng cái chiến lược, định hướng cái làm phát triển dự án để cho AI nó làm. Vì nếu bạn nào mà học IT mà nghĩ theo kiểu sau này cũng làm văn phòng ăn đi gõ code linh tinh á thì không làm được, chắc chắn sẽ bị AI nó đào thải. Chứ AI thì tốt hay lắm, mình suốt ngày dùng ChatGPT cực kỳ tiện luôn. Nếu các bạn cứ mạnh dạn theo IT mình nghĩ là không sợ hết hot đâu. Học code thì vẫn phải học để có một cái căn bản nhất đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng phải tìm hướng để phát triển đúng không? Nương theo sự phát triển của IT đi theo đúng Đúng rồi. không? Dạ vâng, ở đây thì em thấy có câu hỏi của bạn Hùng hay bạn Hưng gì đó là không biết anh có thể chia sẻ về cái CV của mình khi mà mình apply cũng như là chắc là thêm một chút được phần phỏng vấn làm thế nào để có thể tự tin ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng để một phát phỏng vấn lần nào ăn luôn. Cái này thì cái CV mình thì cực kỳ đơn giản. Thì mình thấy như CV nhiều bạn là màu linh tính ạ, mình làm theo kiểu đơn giản đó. Thì hôm trước mình thấy CV của mình có xem kênh YouTube Tôi Đi Cốt Dạo mà. Cái CV của tầm senior nó đơn giản có mấy chữ đen trắng ạ. Mà thường thường những cái đó mới nguy hiểm. Thì cái CV của mình khá đơn giản, thực tế là mình cũng không có quá nhiều dự án, không có quá nhiều dự án nó liên quan đến công ty á. Mình được, nhưng mà mình lại có một cái may mắn hơn là ngày xưa mình cũng chính chiến bên chỗ bán tool phán phá Facebook các kiểu. Thành ra mình có một số tool mình để vào nhưng CV nó cũng sáng sủa một xíu. Là mình yêu CV cũng không cần quá quan trọng đâu, chủ yếu các bạn có một dự án nó hoàn thiện từ đầu đến cuối là được. Có thể bỏ mấy bài assignment vào mình cũng ok, assignment bên mình cũng khá là ổn. Còn bên phỏng vấn thì mình nghĩ các bạn nên tìm hiểu trước về công ty. Bình thường mình đi phỏng vấn theo tâm thế gọi là người phỏng vấn hỏi mình trả lời. Thì mình cũng chia sẻ cái hôm cái buổi phỏng vấn của mình luôn. Hôm đấy mình phỏng vấn bên Resan ấy, cái bên Phoenix hôm mình chốt được cái deal với anh Cương là về làm với anh thì vẫn phải qua một buổi nữa để phỏng vấn lại có ok hay không, không phải là chốt đó phát là vào làm luôn. Thì cái buổi đó là buổi tối mình làm trực cả đêm ấy, mình trực đến 6 giờ sáng mới về để nói chơi được xíu rồi. Sáng mai mình tu một cốc cà phê đen ấy, nếu mình tu quá hay sao tu hơi sâu là mình say cà phê, tim nó thình thịch, trống ngực to hơn trống làng ấy. Tức là đến bên cái sàn ngồi là tim nó thình thịch cũng không biết là run hay cho cà phê ấy. Thì lúc vào hỏi thì anh Thân làm giám đốc kỹ thuật có hỏi mình. Thì đầu tiên anh em giới thiệu chào hỏi sơ sơ thôi, em học gì, em nick và em nói cái gì. Thì trước đó mấy ngày mình cũng có sự chuẩn bị, mình cũng có hỏi bên chỗ anh Tài nhờ Hana sếp, mà mình hỏi anh Tài anh Tài mình có chia sẻ một cả số cái, ví dụ như sẽ tìm hiểu trước về kiến thức này, một số kiến thức quan trọng bên phỏng vấn sẽ hỏi, rồi những cái nào mà bên phỏng vấn họ hỏi mình á mình không biết thì bảo là cái này em chưa biết hoặc là em chưa tìm hiểu đến, em sẽ về nhà tìm hiểu thêm, chứ đừng bảo cái này em không biết là được còn ngủ. Có thể là cái này em chưa tìm hiểu, em sẽ tìm hiểu thêm, lúc về em sẽ tìm hiểu kiểu kiểu thế. Thì mình cũng tìm hiểu, mình ôn dữ lắm, ôn các kiểu kiến thức vì đắp thì thân các kiểu, ôn các kiến thức sâu lắm. Kết hợp với mình có tìm hiểu thêm được một số thông tin trên mạng xã hội về doanh nghiệp mình vào, thì Sàn ngày xưa cũng có gọi vốn bên Shark Tank này, cũng được Shark Tank ok này, khá là mạnh này. Doanh nghiệp bây giờ cũng có mấy trụ sở ở bên nước ngoài nữa. Rồi mình có tìm hiểu được của anh Cương ngày xưa khởi nghiệp khá là lâu, khởi nghiệp từ thời sinh viên, xong xây dựng lên dần dần. Rồi mình cũng có vào check trên trang web của Vestan xem có gì, trên Nobi.pro có gì, làm về mảng nào. Rồi mình cũng có thấy bên
trên chat play cũng có Nobi, Nobi đấy. Thì mình vào Nobi thấy bên dưới có một số bình luận tiêu cực bảo không cho đăng ký giao diện này kia. Đấy thì mình cũng để đấy. Sáng vào anh ấy hỏi, anh thân hỏi, giám đốc kỹ thuật hỏi thì hỏi em biết gì về ấy chưa? Thì em bảo là em vào xem rồi, em xem qua trang web. Em thấy Nobi làm thế này thế kia. Anh hỏi bây giờ công ty mình đang phát triển dùng ngôn ngữ gì? Mình hỏi ngược lại anh hỏi ngôn ngữ gì này? Rồi bên mobile em thấy là nhiều bình luận tiêu cực lắm. Không biết là tại sao ông đăng ký hay là do họ không hiểu mình. Cơ chế của mình là người dùng đăng nhập sau mình cấp tài khoản hay em dùng đăng ký mới. Em thấy người dùng bình luận tiêu cực nhiều lắm, sao đánh thấp lắm. Hỏi sắp tới bên mình mobile có dự án phát triển gì không? Thành ra cái buổi hôm đó là anh hỏi mình thì ít, hơn chưa hề hỏi cái gì liên quan đến kiến thức cả. Mà mình toàn hỏi ngược lại. Tại còn chạm đầu của doanh nghiệp đúng không ạ? Thế là nói vui vui là đôi khi là tấn công thay vì không phải phỏng vấn tốt nhất là mình cứ phòng thủ, mà mình tấn công đôi khi phòng thủ tốt hơn. Nhưng các bạn tìm hiểu đủ đủ nhiều thông tin ấy, có thể mình hỏi lại được bên doanh nghiệp, có thể mình hỏi doanh nghiệp phát triển đến gì, rồi sắp tới định hướng. Vì thường thường khi người ta hỏi mình thì họ sẽ hỏi mình tìm hiểu về doanh nghiệp chưa, thì mình cũng sẵn sàng mình biết gì mình nói đó, không thì bảo chưa, hoặc là sắp tới doanh nghiệp phát triển bên nào. Thì mình chia sẻ mình thích mobile, em thấy mobile đó thì cũng biết bên mobile mình có đang phát triển không, sau khi em có cơ hội thì em thích web nhưng mà anh có thể cho em đá sang mobile không. Thì anh bảo mobile sắp tung bản cập nhật rồi, đang để vậy. Nếu cùng hai anh em ngồi nói chuyện hồi hơn tiếng, anh bảo là lâu lắm anh hỏi vấn mà vẫn lâu như này, cuối cùng toàn mình hỏi. Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn Anh vừa rồi. Thực ra nghe thì vui thế thôi đúng không? Nhưng mà chắc chắn là mình cũng phải dành thời gian tìm hiểu để có thể quay ngược lại các sách như thế chứ đúng không ạ? Dạ vâng. Em nghĩ là ngày hôm nay thì các bạn sinh viên cũng đã có thể thu lại cho mình rất nhiều những kinh nghiệm hữu ích. Và, vậy thì từ nãy giờ, từ đầu chương trình giờ mình chê Phunix cũng rất là nhiều. Nhưng bây giờ em thấy cứ ai hay chê Phunix thì y như rằng là ở lại Phunix rất lâu. Không biết là làm vị trí gì, nhưng mà như anh Tuấn Anh ở đây thì làm tutor cũng đang hỗ trợ các bạn. Vậy thì không biết là thế tự chung lại sau khi mà mình hoàn thành một khóa học ở Phunix thì bên cạnh một công việc mới thì anh nghĩ là mình có thu lợi được cái gì khác? Mình không nghe rõ câu sau bạn hỏi gì nhỉ? Bên cạnh cái việc mà mình có một công việc mới, một hướng đi sự nghiệp mới, thì anh còn thấy là sau khi hoàn thành khóa học ở Phunix anh có thu lợi được cái gì? Bên cạnh chuyện công việc thôi. Mình thấy học được nhiều. Mình thấy cái quan trọng nhất của mình nhận được sau học Phunix không phải là kiến thức, cái công việc đó đang rồi mình sẽ không bàn nữa, đó là điều tuyệt vời nhất. Thứ hai nữa, học Phunix mình thấy ngọn tuyệt vời nhất đó khả năng tự học. Vì nói vui vui với các bạn, học kiến thức học xong rồi thôi, hơn nữa là bên lập trình mình là khoảng cứ vài năm thì nó sẽ có một ngôn ngữ hoặc là một thư viện mới, thì hầu như không thể nào mà cập nhật kịp cái xu thế được, chủ yếu mình sau cái nền tảng cái cơ bản đi lên, từ đó phát triển ra thôi. Thứ hai nữa là cái mình nghĩ quan trọng nhất ngoài cái công việc là khả năng tự học. Khả năng tự học bây giờ các bạn có thể tự bơi được, các bạn có thể tự học trên các nguồn trên mạng. Nhiều bây giờ hiện tại hầu như tất cả mọi thứ đều có trên YouTube khá là nhiều. Mà mình thấy cái tài khoản Phunix Udemy hay là có thể sao mình cũng không rõ, tức cái tài khoản đó như Phunix mở là mình rất nhiều khóa học luôn đấy, nó còn học mấy triệu cả đấy. Nếu bạn nào mà có tiếng Anh tốt có thể học tận dụng rất là ngon, thì khả năng tự học là một điều tuyệt vời. Vì học được rồi là sau này các bạn ra ngoài ấy, các bạn tự học, tự bơi, doanh nghiệp ném cho bạn một ngôn ngữ mới bảo mày làm, ok, anh chờ em học, em vào đọc, em đọc rồi làm. Mình nghĩ là cái được nhất đó là khả năng tự học. Thứ hai nữa là khi mình học xong rồi ấy, mình nhìn lại ấy, thì mình thấy thực sự Phunix rất là cái mô hình của Phunix cực kỳ tiến tiến luôn. Cái này không phải là khen hay là giờ mình ngồi đây mình nói, nhưng mà thật đấy, thực sự luôn đấy, nói vui với mình bây giờ không có về mặt tài chính mình chạy quảng cáo mình tính, mình thấy Phunix ok. Vì nó khá là, nếu bạn nào có tìm hiểu á thì nó rất là gọi là ưu việt đấy. Hiện tại giờ là mình đang nói về chuyện chê, nhưng mà ưu việt đâu, tức khi một người mình làm theo bắt đầu đi, thì khi một bạn học sinh bắt đầu đăng ký Phunix đúng không, thì các bạn đó đầu học một mình, sẽ học Phunix học một mình. Học một mình thì động lực nó rất là cao này, nó đang tiến trời, nó đang tiến đỉnh này. Thì học dần dần thì động lực nó sẽ giảm dần giảm dần. Sau đó bắt đầu nản, bắt đầu chán. Thì như các bạn học ở trường đại học thì họ dạy chung, dạy cả luôn. Nhưng bên này thì khi bạn lúc bạn chán, bạn nản ấy, bạn không theo kịp tiến độ ấy,
thì khi đó sẽ là vai trò của dỗ viên và Hana. Cái này nó vui vui là dỗ viên đấy, vì mình nhớ không nhầm là Hana được lấy ý tưởng từ mình là quên té tên là hôm nay hồi hộp quá mình quên tên rồi, tức là một một chị ngày xưa ở trong kia suốt ngày nói chung suốt ngày thì hơi hơi quá quá đáng, tức là mỗi buổi sáng người thấy đọc tiếng Anh á, nó nói đến mức mà lính Mỹ họ buồn buồn mất ý chí chiến đấu á, bỏ về. Cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm, nhưng nhớ là câu này là câu thi này cũng cũng nhớ rõ lắm, các bạn có thể hiểu thêm về nguồn gốc của Hana bên mình á. Thì quay lại lúc nãy là khi mình học thì mình mà học thì chắc chắn sẽ có những lúc chán à, có những lúc không theo tiến độ, thì khi đó Hana sẽ hỗ trợ, sẽ động viên, dỗ viên đấy. Còn rồi về mặt động lực, còn về mặt kiến thức khi khó thì các bạn sẽ có mentor, các bạn có Discord, các bạn có tutor. Ngày xưa tutor của mình thì sẽ là 1 tiếng rưỡi, còn bây giờ tutor có thể hỗ trợ mỗi tuần 30 phút hoặc 45 phút. Đó là kiểu 30 phút thôi, nhưng gặp nhiệt tình, gặp mình đi chẳng hạn, có thể 30 phút mình có thể lên 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi à. Cú nick cắt rồi thì mình tắt thì mình dạy lại từ đâu, cái đó vấn đề thoải mái đó. Thì theo cái vòng khép kín là học động lực lên cao, động lực xuống thì có dỗ viên dỗ lên, hỗ trợ lên kịp tiến độ, gặp lúc khó chán nản là đã có mentor hỗ trợ, có cộng đồng Discord, trong đó sẽ có thêm thằng nào hỗ trợ nữa này. Rồi các bạn đó là học xử lý vấn đề học ok này, trong lúc học đấy lúc các bạn thi á thì những người chấm thi các bạn như là mentor, mà mentor ở đây chính là những người tương lai sẽ phỏng vấn các bạn. Thực tế đây mentor ở đây là các doanh nghiệp, thường thường là trưởng bộ phận hoặc các anh chị kinh nghiệm khoảng 4 5 năm trở lên được mentor chung nick. Để mentor chung nick này đơn giản để mà nhận, nên hôm trước Trang bảo mình đi mentor và tôi mình không dám nhận, cái này to lắm, bảo đi dạy rồi nhưng mà không dám nhận, vì mình vào phỏng vấn á, vào phỏng vấn thì sẽ là mentor hỏi mình thì mình sẽ rèn luyện được cho phỏng vấn sau này luôn. Hơn nữa là những bạn nào mà từng thi mới phỏng vấn mấy lần đầu á thì không biết có giống mình không, khi khoảng môn đầu tiên mình phỏng vấn á, tai bây giờ đang đỡ này, ngày xưa tai mình đỏ mặt phừng phải xin nhắn tin xin mà anh cho em thi trước, em không chịu được, em áp lực em tâm lý lắm, tiếp lắm tâm lý á. Mà vào đó mày tự hỏi có phải hỏi đơn giản đâu, mình học gì hỏi đó đâu, mày tự hỏi toàn câu khó những cái múa theo giáo trình mình có biết luôn. Cái này thực sự là các bạn không tìm hiểu kiến thức ngoài, nếu mà mày tự hỏi là các bạn xoay trong trong thực tế, các bạn drop không theo được, không thể ấy được, các bạn sẽ luyện dần dần dần. Nhưng mấy ngày đầu tiên mình ngại, mình sợ đến cái mức phải xin để phỏng vấn sớm, à để review bài sớm đó. Cho đến quá trình đến khi mình thi react xong xuôi mình nói chuyện mentor vui vẻ, đến khi mình đi phỏng vấn mình cũng solo ngang với anh trưởng bộ phận, anh kia giám đốc kỹ thuật luôn, trong khi đó mình đang say cà phê ấy. Nên là các bạn mình thấy là mô hình rất là tuyệt vời, nói vui vui sau ai đầu tư cho mình tầm tỷ mình lại copy mô hình này dài. Thế thì em chỉ mong là Phoenix sẽ giữ anh thật lâu để anh không thể đi ra được, nhưng mà thực ra là nếu mà có ra thì chắc chắn là các anh chị Phoenix cũng sẽ support anh hết mình thôi. Nói vui vui như thế rồi. Dạ vâng. Một lần nữa thì em rất là cảm ơn anh Tuấn Anh vì những cái chia sẻ ngày hôm nay rất là đời, rất là thật. Nhưng mà em nghĩ là các bạn sinh viên cũng đã học hỏi được rất nhiều và có thêm rất nhiều những kinh nghiệm hữu ích. Thì thay mặt cho chương trình em lần nữa cảm ơn anh Tuấn Anh ngày hôm nay đã tham dự X-Talk, và em xin chúc anh Tuấn Anh là sẽ có thật là nhiều sức khỏe để có thể gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong công việc, cũng như là có thể đồng hành thật lâu hơn nữa với Phương Đích ạ. Mình cảm ơn bạn, cảm ơn các bạn, cảm ơn Phunix. Và các bạn sinh viên thân mến, trước khi mà chương trình của chúng ta kết thúc thì các bạn cũng đừng quên dành ra ít phút cho ban tổ chức xin một vài đánh giá thu hoạch vào trong đường link đã gửi ở trong phần chat của Zoom các bạn nhé. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào những chương trình TikTok mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Chúc mọi người có một tuần thật là vui vẻ.